các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Các bạn có nhớ bác Hồ nói lời dặn dò này ở đâu không? Chính là ở đền hùng đấy. Sắp đến ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3 rồi, hãy lên kế hoạch về thăm đền hùng và tìm hiểu lịch sử nước Việt nhé. Đây sẽ là một chuyến dã ngoại thú vị cùng gia đình, bạn bè đấy. Khu di tích lịch sử Đền Hùng nằm trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh, hay còn gọi là núi Hùng, là mảnh đất địa linh, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi thờ tự các vua Hùng đã có công dựng nước tổ tiên thiêng liêng của dân tộc Việt. Vào các dịp đầu năm mới và đặc biệt vào dịp dỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, nơi đây lại đón hàng triệu người con đất Việt tới du lịch đền hùng, hành hương về với cội nguồn, dân hương cầu bình an, sức khỏe và thành kính tri ân công đức của các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Travel 5.1 sẽ giới thiệu các địa điểm tham quan khi đến đền hùng để các bạn không bỏ lỡ điểm nào nhé. 1. Cổng đền, được xây dựng vào năm khải định thứ 2, 1917. Cổng xây kiểu vòm cuốn cao 8,5 m, 2 tầng 8 mái, lập giả ngói ống tầng dưới có một cửa vòm cuốn lớn, đầu cột trụ cổng tầng trên có cửa vòm nhỏ hơn, bốn góc tầng mái trang trí rồng đắp nổi hai con nghe giữa cột trụ và cổng đắp nổi phù điêu hai võ sĩ, một người cầm giáo, một người cầm diều chiến, mặc áo giáp ngực trang trí hổ phù giữa tầng một có đề bức đại tự cao sơn cảnh hành lên núi cao nhìn xa rộng còn có người dịch là cao sơn cảnh hạnh đức lớn như núi cao mặt sau cổng đắp hai con hổ là hiện thân vật canh giữ thần 2. Đền hạ, tương truyền nơi đây, mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, sau nở thành 100 người con trai, nguồn gốc đồng bào cùng bọc được bắt nguồn từ đây. Dấu tích giếng, mắt rồng, là nơi mẹ Âu Cơ ấp trứng này vẫn còn ở phía sau đền. 3. Nhà bia, ngay chân đền hạ là nhà bia với kiến trúc hình lục giác có 6 mái. Trong nhà bia đặt bia đá ghi lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm đền hùng ngày 19 tháng 9 năm 1945. Các vua hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. 4. Chùa Thiên Quang, trước cửa chùa có cây thiên tuế là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội. 5. Đền Trung, Hùng Vương Tổ Miếu, tương truyền là nơi các vua hùng cùng các lạc hầu, lạc tướng du ngoạn ngắm cảnh thiên nhiên và họp bàn việc nước. Nơi đây vua hùng thứ sáu đã nhường ngôi cho lang liêu người con hiếu thảo vì đã có công làm ra bánh trưng, bánh dày. 6. Đền Thượng, Đền Thượng được đặt trên đỉnh núi Hùng. Đây còn là nơi vua hùng thứ sáu lập đàn cầu trời ban cho người tài gia giúp nước đánh giặc ân. Sau khi thánh gióng đánh tan giặc và bay về trời, vua hùng cho lập đền thờ vọng trên đỉnh núi, về sau, nhân dân đặt thêm bài vị vua hùng vào thờ cúng. Bên phía tay trái đền có một cột đá thề, tương truyền do thục phán dựng lên khi được vua hùng thứ 18 truyền ngôi để thề nguyện bảo vệ non sông đất nước mà hùng vương trao lại và đời đời hương khói trông non miếu vũ họ vương. 7. Lăng hùng vương, lăng hùng vương tương truyền là mộ của vua hùng thứ sáu 8. Đền Giếng, Ngọc Tỉnh tương truyền là nơi hai công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, con gái của vua Hùng thứ 18 thường soi gương vấn tóc khi theo cha đi kinh lý qua vùng này. Hai bà có công dạy dân trồng lúa nước và trị thủy nên được nhân dân lập đền thờ phụng muôn đời. 9. Đền Tổ Mẫu Âu Cơ được bắt đầu xây dựng vào năm 2001 và khánh thành tháng 12 năm 2004. Trong đền có tượng thờ mẹ Âu Cơ và hai Lạc hầu, Lạc tướng. Đường đi lên đền được xây bằng 553 bậc đá hải lựu. 10. Bảo tàng Hùng Vương Bảo tàng Hùng Vương được khởi công xây dựng vào năm 1996 và được khánh thành đúng ngày khai hội đền Hùng năm 2003. Với gần 700 hiện vật gốc trên tổng số hơn 4.000 hiện vật có trong bảo tàng, khắc họa chủ đề các vua hùng dựng nước văn lang trên mảnh đất phong châu lịch sử. Đền Hùng vừa là thắng cảnh đẹp, vừa là một di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng đối với người Việt Nam. Về với Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc để tự hào về dòng giống tiên rồng đang chảy trong huyết mạch của mỗi người dân Việt Nam.